Ok các em nhá, xin chào mừng tất cả các anh em đã làm nữa quay trở lại kênh YouTube của Vững Máy Tính. Thì tiếc quá mình bỏ lỡ một cái bộ máy tính 19 triệu toa là vợ của một bạn khách hàng, bạn ấy không đồng ý nên là mình đã không mua được cái bộ đấy về review cho anh em. Thì ngày hôm nay mình đã tìm mua được về đây một cái bộ máy tính khác để bù đắp lại cái bộ máy tính đấy cho anh em. Bộ máy tính này là mình mua với giá là 13 triệu nha anh em nhé. Và ngay sau đây mình sẽ mở hộp ra và sẽ review cho anh em tất cả các linh kiện trong cái bộ PC mà mình vừa mới thanh lý này nhé. Anh em yêu quý mình thì anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, cũng như là like cái video này cho mình lấy cái động lực. Thì mình thường xuyên mình đi mua máy tính trên mạng hoặc là đi thanh lý máy tính để về làm những cái video review cho anh em cho nó thật là chất lượng nha anh em nhé. Nay đi ăn sáng với thằng bạn nó cũng làm máy tính như mình anh em ạ. Nó mới thanh lý được cái bộ máy tính này. Xong rồi nó gạ gẫm mình thì vừa bỏ lỡ một cái bộ máy tính 19 triệu không mua được xong. Thôi thì mình đành mua bộ này để về làm review cho anh em xem, để cho anh em có cái mà xem, mình cũng có cái mà làm video. Đây. Đấy, con bạn này rất là chất luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ ra để review sau. Mới thanh lý về xong anh em ạ, phải làm video ngay. Không thì nó nguội mất. Và cây này cái chủ nhân của nó dùng rất là cẩn thận anh em nhé, còn chưa bóc cái ly lông này anh em này. Bên trong thế này, úi dồi, tí toay. Bên trong thế này. Đây là cái hộp chip nhá. Chip thì mình thấy bảo là mới nâng cấp xong, nâng cấp lên con E5 9004. 9004 nhá anh em nhá, không phải là đuôi ép đâu, 9004 này. Và cái này còn bảo hành đấy. Mới nâng cấp từ tháng 10 năm 2020. Thế tức bảo hành còn tầm bảo hành tầm hơn 2 năm đấy anh em ạ. Hôm nay nó âm mưu anh em ạ, nên cảm giác nó cứ tối tăm kiểu gì ấy, mong anh em thông cảm nhá. Trời hôm nay nó không có nắng. Chẳng lẽ lại mang ra giữa đường để review, nhưng mà giữa đường thì nó xe cộ nó đi lại thì nó rất là nguy hiểm anh em. Thế là mình review ở trong nhà thôi. Cảm ơn hình thì giới thiệu luôn với anh em, con này là con GTX 1060 nhá, 1060 của Palit anh em ạ. Nhìn qua bằng mắt thường thì mình thấy là cái mạch miếc của con này còn rất là đều này. Và chưa có dấu hiệu gì của sửa chữa hay là khô hàn đâu anh em ạ. Còn rất là đẹp đều. Nhưng mà mình thấy là cái ốc này, lỗ xoáy ốc này nó bị cũng có dấu hiệu là tháo ra rồi. Không biết là sửa chữa bên trong hay là tháo ra để vệ sinh anh em ạ. Đây, cũng có dấu hiệu là bị han rỉ và bị tuét tuét kiểu ốc chọc anh em ạ. Về cái phần mặt quạt ấy thì mình xoay này mình thấy rất là đều, và mình kênh lên thì thấy nó vẫn còn chắc chắn nhá, chưa có dấu hiệu là bị cong vênh quạt đâu anh em ạ. Nhưng mà cái logo Palit này thì mình thấy bị rất là rồi anh em ạ, không hiểu vì lý do gì luôn. Thì mình thấy những cái mã trước ấy, nó thường có cái logo Palit ở đây này, hai cái cánh quạt này, nhưng mà cái này thì không có. Mình thấy là cái mặt quạt này nó chắc chắn anh em, chắc chắn. Mặt chặn thì cũng có vẻ han này anh em này, han trong các cái lỗ này. Bởi vì là cái chạn này nó thiết kế các cái lỗ này mình nghĩ là để cho nó thông thoáng, để cho nó tản nhiệt đi đấy. Thường thì mình thấy là chạn của cái con Palit này nó sẽ han hơn những cái chạn của hãng khác anh em ạ. Còn về RAM ấy thì máy sử dụng một thanh DDR4 8GB. Con này bớt bao nhiêu đây? Con này chắc là bớt, con này bớt cao anh em ạ. Con này bớt 2666 nhá, con này bớt cao đấy. Một con RAM của hãng Abasu này, còn bảo hành đến tháng 8 năm nay nhá anh em nhá, tức còn bảo hành 4 tháng nữa anh em ạ. RAM còn bảo hành hãng 4 tháng nữa. Máy sử dụng một ổ cứng SSD LVM2 anh em ạ. SSD LVM2 chứ không phải là SSD thường đâu. Còn SSD này thì cái tốc độ của nó sẽ nhanh hơn những cái dòng SSD bình thường anh em nhé. Và mình thấy là cái quả tản nhiệt của chip này nắp nó cũng hơi củ chuối tí, hình như là nó bị sai chiều hay sao đấy anh em ạ. Thường thì là mình sẽ không lắp cái quạt ở bên này đâu, mà mình sẽ lắp sang bên này này anh em này. Đấy, để nó lưu thông cái luồng gió từ đây, nó thổi về đây và nó thổi ra đây, và mình sẽ đặt một cái quạt hút ở đây để nó thổi ra đằng sau. Chứ còn nếu mà nó mà thổi như này nhá thì nó sẽ thổi từ đây vào đây, nó thổi từ đây ra đây này, thì cái này thổi đây. Thế thì tự nhiên nó lại nó kiểu gì anh em ạ. Mình sẽ tháo cái tản này ra để cho anh em xem cái con SSD LVM2. Đây là một cái tản của Cooler Master anh em ạ. Tản CPU. Con này có led đấy. À con này không biết có led không nhỉ? Thấy có mỗi cái đầu này không biết có led không? Đây, đây chính là con LVME đây. Mình sẽ tháo ra cho anh em xem. À con này rất là đơn giản thôi mà mình không biết. Chỉ cần rớt một cái này ra đấy, chứ nó không cần có ốc gì mà cũng không phải xoáy gì. Đây là VME. Con SSD này chắc cũng mới được lắp này anh em này, thêm tháng 8 năm 2020 nhá anh em nhá. Nếu mà nó bảo hành 36 tháng thì còn rất là lâu nữa anh em ạ, rất là lâu nữa luôn. Đây anh em nhìn SSD này, SSD rất là đơn giản anh em ạ, rất là đơn giản đấy, đơn giản hơn là đan gió luôn. Đấy, trông rất là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng không tầm thường lắm đâu anh em ạ. Con này tốc độ nó cũng rất là cao đấy, tốc độ cũng ok luôn đấy. Con này là 240 hay là 256GB nha anh em nhé, 256GB. Nhưng mà những cái dòng LVME này hoặc những cái dòng SSD kia đấy, nó dù mặc dù là nó ghi 256GB thôi, nhưng mà vào Win thì nó chỉ tầm 240 thôi, hoặc là 240 mấy GB thôi, chứ không được chuẩn là 256GB đâu. Chip thì vợ mình cũng đã tiết lộ với anh em rồi. Con này sử dụng một cái con chip i5 9400 nhá, 9400 chứ không phải 9400F đâu nhá, 9400 thường. 9400 thường thì nó sẽ đắt hơn những cái dòng 9400F, bởi vì là nó không cần cạc màn hình, nó cũng xuất được hình qua cái cổng on này. Với lại những cái con mà không có đuôi F ấy, thì anh em sử dụng render video nó sẽ hỗ trợ tốt hơn những cái con có đuôi F, bởi vì nó có cạc on anh em ạ. Mình thì mình thường gọi là nguồn Corsair, có anh em thì gọi là Corsair hoặc là nhiều cái tên khác ấy, thì mình cũng không để ý lắm, nhưng mà mình thì gọi nó là Corsair chứ không phải là con đúng anh em nhé. Gigabyte B365M Gaming HD anh em. Nói chung là nó ghi thì là ghi Gaming thôi, nhưng mà mình thấy nó là cái loại bình thường thôi anh em, bên B bình thường thôi. Cộng thêm là nó lắp trên một cái vỏ cây nét và có 3 fan nét ở đằng trước nữa. Vỏ led này thì mình cũng đã lắp rất nhiều rồi. Vỏ này là của hãng C-Matec nhá. Lên hình thì nó rất là đẹp, nhưng mà nếu mà không lên màu thì trông nó cũng rất là giống những cái vỏ tàu, mà thực ra thì nó cũng là vỏ tàu thôi anh em ạ. Và đây xin giới thiệu với anh em một siêu phẩm được rất nhiều các anh em game thủ mong chờ đến mất ăn mất ngủ, chính là cái con màn hình này. Ôi giời ơi, MSI Optix G270C2 LED Gaming Monitor. Đấy. Đây là ông vua phân khúc 9 triệu trong cái thời gian khoảng giữa những năm 2018 anh em ạ. Bây giờ thì nó bị xoán ngôi rất là nhiều rồi. Khoảng tầm giữa năm 2018, khi mà cái con màn hình này nó bắt đầu bán ra thị trường ấy, thì nó là ông vua trong phân khúc tầm giá 8.999k anh em. Cái giá trị nhất ở con màn hình này trong khoảng thời gian đấy nó là 144Hz này. Với con màn hình này đấy thì bây giờ nó cũng không còn bán mới đâu, nó cũng chỉ có bán cũ thôi. Mới thì MSI nó ra những cái phiên bản khác rồi. Con này bây giờ anh em có thể mua được với giá là khoảng tầm 4 triệu gì đấy, tầm 4 triệu. Dùng gần 3 năm rồi mà vẫn còn giữ hộp xốp này thì chứng tỏ là chủ nhân của nó cũng bảo quản kỹ. Và mình được biết là chủ nhân của bộ máy này thì người ta mới nâng cấp lên một cái bộ máy để người ta làm việc khoảng tầm 7-80 triệu gì đấy, nên là người ta bắt lại cái bộ này. Ở thời điểm 2018 thì con màn này nó cũng là một cái con màn nó cũng rực rỡ đấy anh em ạ, chứ không phải là đơn giản đâu. Do đến thời điểm hiện tại đấy thì màn 144 nó nhiều mà, với lại cộng thêm cái thiết kế của nó cũng đẹp hơn, mỏng hơn, rồi là viền nó full viền hơn đấy, nên là con này nó mấy thôi. Còn năm 2018 thì nó là chất đấy. Đấy, logo MSI nhá, sáng chói lọi luôn. Cái con nguồn này cũng lắp sai anh em ạ. Cái con nguồn này thì cái quạt đấy thì người thợ lần trước người ta lại lắp một vách như đây, không hiểu là kiểu gì luôn. Cái khoảng thời gian gần đây có rất là nhiều anh em game thủ nhờ mình tư vấn để chọn mua một cái con màn 144Hz để chơi game đấy. Thì mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian này thì với khoảng tầm 4 triệu đồng ấy, thì anh em cũng có thể mua lại cái con màn này cũ cũng rất là ổn anh em ạ. Show cho anh em cái cấu hình trước khi đi vào test game cho nó xanh chín này. i5 9400 không phải là đuôi ép. Con này 6 nhân và 6 luồng anh em ạ. Main là B365M Gaming HD, RAM 8GB, GTX 1060 3GB, DDR4 của Palit nhé anh em nhé. Đến với tựa game đầu tiên là CSGO thì mình đã bật được hiển thị FPS ở trên màn hình này anh em này. Rất là cảm ơn bạn Đại Ca Xuân Phúc Hải Phòng nhá, đã hướng dẫn mình trên YouTube này, cảm ơn bạn rất là nhiều. Với cấu hình này thì mình sẽ cho lên cái max setting là very high, chơi cho nó sướng luôn anh em ạ. Bởi vì đây là một cái cấu hình nó cũng khá là cao ấy, thì anh em có thể thấy mức FPS của nó được tầm 180 nhá. Và chơi bắn súng trên cái con màn 144 Hz này thì chơi thì quên đi anh em ạ. Khi mà anh em chơi trên cái con màn 144 Hz này thì nó sẽ giảm thiểu cái tình trạng là giật hình, xé hình nha anh em nhé. Và chơi những cái tựa game bắn súng thì rất là sướng luôn. Đến với Genshin Impact thì cái cảm giác đầu tiên mình chơi trên màn 27 thì thấy rất là phê anh em ạ. Hình ảnh rất là to luôn. Và chơi cảm giác kiểu nó rất là rộng lớn, nó rất là vĩ đại anh em ạ. Khi mà anh em chơi trên cái màn lớn như này thì anh em sẽ có cái cảm giác được hòa mình vào trong thế giới game hơn. Và hiện tại mình cũng đang cảm thấy thế anh em. Mình thì thường chơi trên con màn 24 thôi, nhưng mà chơi trên cái con 27 này mình thấy là mình nhập tâm hơn anh em ạ. Hơi xấu cho anh em cái setting xem tính như nào nào. Mình chưa biết là setting này nó hơi xấu tí. Cấu hình nó đang để là cực thấp nhá. Với cái con máy này thì mình sẽ để nó lên mức cao đi và sẽ cho cái độ rõ nét lên cao nhất là 1.5 này. Đấy, đây là max setting rồi. Thì chơi vẫn được tầm, ôi trời vẫn ngoan luôn anh ạ. Với cái con 1060 Palit này thì FPS full luôn này. Đỉnh đấy. Đây là một cái tựa game nó nổi tiếng nó ăn vào cặp màn hình nhá. Nhưng mà GPU nó hoạt động có 91% thôi. Và cái nhiệt độ nó chỉ tầm 67 độ C thôi. FPS thì mắc rồi. Nó còn nhích cả lên 61 nữa cơ. Chơi trên cái con màn này rất là sướng luôn. Con màn này thì độ phân giải của nó cũng chỉ được Full HD 1080 thôi. Nó cũng chỉ không được 2K với 4K đâu anh em. Và mình đang sử dụng cái con màn LG của mình thì thấy hình ảnh nó sặc sỡ hơn. Còn đâu cái con này thì mình thấy là hình ảnh của nó màu mè của nó dịu hơn và nó kiểu xanh xanh hơn. Chứ còn LG thì nó thiên về đỏ hơn. Mình vào PUBG PC đấy thì từ nãy giờ nó cứ báo cái lỗi này này anh em này. Nó cứ bắt thăm cái website gì anh em ạ. Mà mình vào thăm rồi mà nó vẫn không cho mình vào. Bực thật đấy. Đến về GTA 5 thì mình thấy cái mức FPS của nó không được cao. Mình nghĩ là cái setting của nó đang đặt là rất là cao đấy anh em ạ. Setting đây. Graphics này. Tạo phân giải là Full HD 1080. Và cái mức đồ họa là VD2 nhá anh em nhìn đây. Rất là cao luôn. Cái game GTA 5 này nó tối ưu cấu hình rất là tốt luôn. Nó nhận diện được cái cấu hình và nó tự nhảy cái setting cho phù hợp với cấu hình đấy. Nên là anh em cũng không cần phải cài đặt nhiều. Đây nó đang để mức rất cao nhá. Mình sẽ tắt cái giới hạn FPS này đi. Đấy. Tắt giới hạn đi thì được 120 mấy FPS này ở mức VRD2 này. Anh em thấy combo màn hình và cây này như nào? Chơi GTA 5 có sướng không? Và đặc biệt là cái cấu hình này, đây là một con chip i5 đầu 9. Cái con chip này cũng tương đối là cao đấy anh em ạ. Nếu mà chơi GTA 5 thì rất là hợp luôn. Bởi vì cái game này nó lại ăn vào chip mà. Và khi mình để cái mức là VRD2 thì cái con chip của nó cũng chỉ hoạt động tầm 70 mấy 80% là cùng thôi. Nhiệt độ rất là mát luôn, cả CPU và cả màn hình. Anh em có thể thấy cái quá trình mình chơi không có dấu hiệu giật nát, drop hay là bị nghẽn nghiếc hay là delay hay là nghẽn cổ chai cổ trước gì anh em ạ. Cái con màn 144Hz đấy thì anh em chơi những cái game tiết tấu nhanh cảm giác nó sẽ thật hơn. Và anh em chơi nó sẽ lợi thế hơn những cái con màn 75 60. Đến với Cyberpunk 2077, một cái tựa game rất mạnh và cũng có thể nói là cực mạnh, yêu cầu cấu hình rất là cao luôn. Thì cái FPS của nó được tầm 39-40 này anh em này. Chơi thì mình thấy là cũng ok nhá. Nói chung là cái game này nó lặng lắm anh em ạ, nó đòi hỏi cấu hình cao lắm. Mình thấy là cái hình ảnh của nó vẫn bị kẻ chỉ này, do là cái cạc hình của nó chắc là chưa loát kịp mấy cái cây ở đây này anh em này. Đấy, nó vẫn còn có dấu hiệu rất là ảo này chứ nó chưa thật này. Đến đâu nó mới loát đến đấy. Cái này nó đang ở cái mức setting cao hay sao đấy anh em ạ. Đây này, đấy anh em nhìn này. Mình sẽ chuyển cái mức setting thấp hơn đi để chơi nó mượt mà hơn. Graphics này. Ôi, đây là đang để mức nào ấy nha anh em nhá, chứ không phải là mức cao đâu. Chỉ được tầm 40 mấy FPS thôi. Chỉ cái hình ảnh của nó không ngoắc kịp thôi, chứ còn mình thấy là chơi nó không bị nghẽn hay là giật nát drop đi đâu anh em ạ. Đến vậy Liên Minh Huyền Thoại thì anh em có thể thấy cái mức FPS của nó rất là rực rỡ luôn nhá. Tầm 180 mấy, 190 này. Chơi thì có đổ tướng đổ quái nhá. Chơi thì rất là ngon luôn. Nói chung là với cấu hình không phải nghĩ. Anh em lên một thanh RAM nữa thì anh em có thể livestream ngon lành luôn. Và cái mức setting nó đang là max setting anh em nhé. Nói chung là cái cấu hình này thì bây giờ anh em có thể chơi được hầu hết tất cả các cái tựa game online cũng như là offline hiện hành nhá. Cái mức setting là tương đối cao anh em ạ. Nhưng mà ngoại trừ một vài những cái tựa game ví dụ như là Metro hoặc là Cyberpunk 2077 đấy, thì nó đòi hỏi cấu hình rất là cao, nên là anh em với cấu hình anh em phải lên cặp màn hình thì chơi ở cái setting cao nó mới ok được. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha. Nếu mà anh em thấy video hay và hữu ích thì anh em nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình, để cho mình có những cái động lực để mình tiếp tục đi thanh lý máy để về review cho anh em nhé.